Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy đại diện trường Trung học cơ sở Chu Văn An cùng toàn thể các thầy cô mến chào các em và thầy sẽ đại diện bên khối 7, thầy cô khối 7 nhóm toán 7 sẽ hướng dẫn cho các em bài học hình học đầu tiên. Thì đầu tiên chúng ta bước vào chương 1. Đó là hai đường thẳng. Chương 1 này nó sẽ nêu lên cái mối liên hệ của hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song. Thì bài đầu tiên đó là bài hai góc đối đỉnh. Thầy mời các em cùng thầy tham gia vào tiết học ngày hôm nay. Thì đầu tiên các em quan sát hình vẽ dưới đây và cho thầy nhận xét về mối quan hệ về đỉnh và các cạnh của hai góc O1 và O3. Thì bây giờ chúng ta quan sát kỹ cái góc O1, đó là góc Y, O, Y', và góc O3 đó là góc X, O, X'. Và chúng ta có thể gọi tắt góc Y, O, Y' này là góc O1, góc X, O, X' này là góc O3. Thì chúng ta thấy hai cái góc này nó có cái mối liên hệ về đỉnh như thế nào và các cạnh của các góc này thì như thế nào, cạnh OY với cạnh OX thì như thế nào và cạnh OY' và cạnh OX' thì như thế nào. Bây giờ các em quan sát. Thì chúng ta sau ít phút quan sát thì chúng ta thấy hai góc này, góc X, O, X' có đỉnh là O và góc Y, O, Y' có đỉnh cũng là O. Vậy hai góc này là hai góc có chung đỉnh. Cạnh OX của góc O3 là tia đối của cạnh OY của góc O1. Cạnh OX' của góc O3 là tia đối của cạnh OY' của góc O1. Như vậy, chúng ta thấy hai cạnh của các cạnh của hai góc này là các tia đối nhau. Như vậy, hai góc O1 và O3 nó có mối liên hệ là gì? Nó được gọi là gì? Thì để hiểu được cái mối liên hệ của hai góc này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của chương 1, đó là hai góc đối đỉnh. Vậy hai góc này là gì? Góc X, O, X' và góc Y, O, Y' là hai góc đối đỉnh. Như vậy, thế nào là hai góc đối đỉnh? Như vậy, chúng ta phải dựa vào đâu để mà chúng ta biết được coi như thế nào thì được gọi là hai góc đối đỉnh? Như vậy, từ cái nhận xét bên đây, chúng ta thấy góc O1 và góc O3 chung đỉnh. Rồi, hai cạnh OX và OY là hai tia đối nhau. Tương tự như vậy, cho hai cạnh OX' và OY' cũng là hai tia đối nhau. Vậy chúng ta có thể nói chung quy lại là hai góc đối đỉnh là hai góc có chung đỉnh. Mỗi cạnh của góc này là tia đối một cạnh góc kia. Như vậy chúng ta nhớ. Từ đây về sau chúng ta nhớ rằng hai góc đối đỉnh là hai góc có chung đỉnh. Và mỗi cạnh của góc này là một tia đối của một cạnh góc kia. Thì cái ý thứ hai là rất là quan trọng, còn cái chung đỉnh thì nó là yếu tố phụ thôi. Rồi các em xem cho kỹ. Hai góc đối đỉnh là hai góc có chung đỉnh. Mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh góc kia. Bây giờ thầy mời các em quan sát bài tập số 1. Quan sát hình vẽ sau, rồi cho biết hình nào cho ta hai góc đối đỉnh. Bây giờ chúng ta bước vào hình 1. Đó là góc XOY' và góc X'OY. Góc XOY' là góc này đây, gọi là O1. Và góc X'OY là góc O3. Hai góc này có phải là hai góc đối đỉnh hay không? Chúng ta quan sát cho thật kỹ. Ta thấy đỉnh nó có chung hay không? Rồi, cạnh OX
của góc O1 có là tia đối của một cạnh nào của góc O3 hay không? Tương tự như vậy cho cạnh OI phẩy của góc O1 có là tia đối của cạnh nào của góc O3 hay không? Thì như vậy dễ dàng chúng ta nhận biết được rằng hình 1 cho chúng ta hai góc đối đỉnh vì có chung đỉnh và mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh góc kia. Còn hình 2, ở hình 2 này chúng ta thấy có hai góc, đó là góc XAI gọi tắt là A1 và góc X' AZ là góc A2. Hai góc này có cùng đỉnh A, có hai cạnh AX và AX' đối nhau, nhưng hai cạnh AI và AZ có đối nhau hay không? À, như vậy chúng ta cũng thấy rằng ở hình 2 có hai cạnh AI và AZ không đối nhau, vậy hình 2 không cho chúng ta hai góc đối đỉnh. Còn hình 3, các em quan sát hình 3. Góc B có đỉnh là B, góc C có đỉnh là C. Như vậy hai góc này có chung đỉnh hay không? Và từ đó chúng ta nhận định coi hai góc này có phải là hai góc đối đỉnh hay không? À, ở hình 3 không cho ta hai góc đối đỉnh vì hai góc này không chung đỉnh. Như vậy chúng ta đã xong bài tập số 1. Như vậy chúng ta đã đi xong phần 1 rồi. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần thứ hai, đó là tính chất của hai góc đối đỉnh. Thầy mời các em xem cái bài tập chấm hỏi 3 trong sách giáo khoa trang 81. Hãy đo góc O1 và góc O3 rồi so sánh số đo của hai góc đó. Câu A. Rồi, chúng ta thấy góc O1 ở đây chính là cái góc IOI' và góc O3 ở đây chính là góc XOX'. Như vậy, để đo các góc thì theo như hình học lớp 6, chúng ta sử dụng cái thước đo độ. Đặt cạnh của thước đo độ chung với lại một cạnh của góc O1. À, ở đây chúng ta thấy, thầy đặt cái cạnh của thước đo độ là cạnh này đây, chung với lại cạnh OI của góc O1. Thì lúc này, cạnh OI của góc O1 này nó chỉ vào cái vạch số 0 màu xanh. Thì chúng ta dò theo cái dòng chữ màu xanh này đây, chúng ta thấy cái cạnh thứ hai của góc O1, đó là cạnh OI phẩy, chỉ vào vạch 60 độ. Vậy cái góc O1 này có số đo là 60 độ. Ta làm tương tự như vậy cho góc O3, cũng đặt thước đo độ sao cho tâm của thước đo độ trùng với đỉnh O của góc. Cạnh OX phẩy chỉ vào vạch số 0 màu đen. Do theo hàng chữ màu đen, chúng ta thấy cạnh OX của góc O3 chỉ vào vạch 60 độ. Vậy chúng ta có số đo của góc O3 cũng bằng 60 độ. Như vậy O1 bằng 60 độ và O3 cũng bằng 60 độ. Vậy hai góc này bằng nhau, bằng vì cùng bằng 60 độ. Bây giờ chúng ta qua cái kết quả câu A rồi, chứ chúng ta dự đoán kết quả coi hai góc O1 và O3 này nó cùng bằng 60 độ, vậy hiển nhiên nó bằng nhau rồi. À, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Đó là tính chất của hai góc đối đỉnh. Rồi. Về nhà, các em làm thêm cái phần câu C, đó là các em đo dùng thước đo độ để đo cái góc O2 là cái góc XOI phẩy và góc O4 là góc X phẩy OI. Rồi các em coi coi hai góc này nó có bằng nhau hay không vậy. Rõ ràng hai góc O2 và O4 là hai góc đối đỉnh. Các em về nhà đo coi, không vậy các em coi nó có bằng hay không. Thì cái này là cái phần bài tập về nhà các em làm giùm cho thầy, nó cũng rất dễ. Thật vậy các em. Thì hồi nãy giờ chúng ta đã sử dụng cái phương pháp đo đạc để mà chúng ta nêu lên cái tính chất là hai góc đối đỉnh bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ lý luận cái tính chất này đúng bằng cái phép toán. Thì chúng ta quan sát cái góc O1 và O2. O1 đây, O2 đây. Là hai góc như thế nào? Ở trong hình học 6, chúng ta đã học về cái vị trí, về cái mối liên hệ của góc O1 và O2 rồi. Thì chúng ta thấy O2 và O1 là hai góc
Kệ bù. Nó kệ bù nhau. À, O2 đây là góc XO y phẩy. Và góc y phẩy OI là góc O1 đây. Đây là hai góc có một cạnh chung là OI phẩy. Và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau. Như vậy trong hình học lớp 6, nó được gọi là hai góc kề bù. Cho nên nó có tổng số đo bằng 180 độ. Còn O2 và O3 cũng kề bù với nhau. À, O2 đây. Và O3 cũng là hai góc kề bù. Cho nên tổng số đo của nó cũng bằng 180 độ. Quan sát hai điều này, O2 kề bù với O1 nên O1 cộng O2 bằng 180. O2 kề bù với O3 nên O3 cộng O2 cũng bằng 180. Quan sát hai điều này thì em có thấy được một cái điều gì chung của hai cái điều trên hay không? À, thứ nhất là các em thấy hai cái tổng này cùng bằng 180 độ. Và hai số hạng thứ hai của hai cái tổng này đều giống nhau, đều là O2. Như vậy khi hai cái tổng này nó đã có hai cái giá, nó đã có cùng một cái giá trị là 180 độ, rồi hai số hạng thứ hai của hai tổng này đều giống nhau, vậy suy ra hai số hạng còn lại này phải như thế nào? À, như vậy chúng ta cũng suy ra được mối liên hệ của hai cái số hạng thứ hai, đó là góc O1 bằng góc O3. Như vậy là chúng ta đã sử dụng cái phép toán học để chứng minh được rằng hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Để hiểu rõ hơn về cái kiến thức nãy giờ các em đã học, thầy mời các em đi qua phần bài tập. Thì chúng ta có hai bài điền vào chỗ trống. Bài thứ nhất đó là câu A, góc XOY và góc chấm 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 là hai góc đối đỉnh. Vì cạnh OX là tia đối của cạnh OX phẩy, rồi cạnh OY là chấm 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 của cạnh OY phẩy, thì các em suy nghĩ và điền vào dấu chấm chỗ trống này. Tương tự như vậy cho câu B, góc X phẩy OY và góc XOY phẩy là chấm 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 vì cạnh OX là tia đối của cạnh chấm 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 và cạnh chấm 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 là tia đối là cái gì đó. Thì bây giờ các em suy nghĩ để các em làm bài. Bây giờ các em quan sát góc XOY đối đỉnh với góc nào đây? Góc XOY là góc này đây. Nhìn đối diện qua bên đây thì nó chính là góc nào các em? À, góc nào mà có cạnh OX với cạnh OX phẩy này là hai tia đối nhau. Rồi, cạnh OY là cái gì của cạnh OY phẩy? Thì sau ít phút suy nghĩ thì các em cũng đoán ra được rằng góc XOY và góc X phẩy OY phẩy là hai góc đối đỉnh. Còn cạnh OX là tia đối cạnh OX phẩy và cạnh OY là chấm 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 thì em điền vô là tia đối của cạnh OY phẩy. Chúng ta bước qua câu B. Góc X phẩy OY và góc Y góc XOY phẩy là chấm chấm chấm. Như vậy hai góc này là gì các em? Như vậy dễ dàng các em trả lời được hai góc đó cũng là hai góc đối đỉnh. Rồi cái phần chấm 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 thứ hai các em điền vào là vì cạnh OX, cạnh OX đây là tia đối của cạnh OX phẩy đây. Đúng rồi, các em phải điền vào là OX phẩy. Và hai cạnh còn lại là cạnh OY phẩy và cạnh OY này thì chúng ta điền vào là cạnh OY phẩy là tia đối của cạnh OY. Rồi, như vậy chúng ta đã xong bài số 2. Bây giờ chúng ta bước qua, chúng ta đã xong câu thứ hai trong bài thứ nhất. Bây giờ chúng ta bước qua cái bài số 2. Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối một cạnh góc kia thì được gọi là hai góc gì? Câu B, hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành hai cặp góc gì? Thì như vậy chúng ta quan sát ở phần câu B đây, đây là hai đường thẳng XX phẩy và YY phẩy cắt nhau thì nó tạo ra rất nhiều góc, đúng không vậy? Nhưng mà chúng ta tạm thời không tính về cái góc bẹt,
trong đây ha, chúng ta chỉ tính các góc nhọn và góc tù. Thì như vậy, những cái góc nhọn và góc tù này, nó được gọi là các góc gì, có mối liên hệ gì mà chúng ta mới học ở bài ở phần trước. Thì như vậy trở về câu A, hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia, thì chúng ta đã học rồi, đó chính là hai góc đối định. Hai đường thẳng cắt nhau thì tạo thành hai cặp góc gì đây các em? À bây giờ các em nhìn như cái hình vẽ nè. Thấy IX phẩy cắt II phẩy nè, tại O nè. Thì ở đây chúng ta thấy có hai góc O màu xanh và hai cái góc màu đỏ. Nó ở vị trí, à có cùng đỉnh O rồi phải không vậy? Có ở vị trí như thế nào đây? À chúng ta cũng dễ dàng nhận biết được là có hai cặp góc đối đỉnh. À, thì chúng ta đã xong được bài số 1 và bài số 2. Bây giờ thầy mời các em tiếp tục bước qua cái phần luyện. Bây giờ các em xem bài tập số 6, trang 83 sách giáo khoa. Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc bằng 47 độ, tính sơ đồ các góc còn lại. Thì thông thường gặp bài toán này, các học sinh rất là lúng túng trong việc vẽ hình, vì các em không có biết tên nó như thế nào. Thì ở đây rất là đơn giản, các em chỉ cần đặt tên hai đường thẳng đó ra và cắt nhau tại giao điểm nào thì các em cũng tự đặt tên luôn. Bây giờ thầy hướng dẫn các em, đó là ta chọn ra hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Và trong các góc tạo thành, mình cho luôn góc AOC bằng 47 độ, tính các góc còn lại. Thì để dễ vẽ hình, thì đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ cái góc AOC này bằng 47 độ. Không vậy. Sau đó ta kẻ kéo dài OA ra. Kéo dài OA ra. À, thầy nói là đầu tiên vẽ góc AOC bằng 47 độ. Rồi sau đó kéo dài OA ra. Trên đó ta lấy điểm B. Kéo dài OC ra. Kéo dài cái, hay là ta vẽ cái tia đối của tia OC đó, thì ta đặt trên đó, ta lấy một điểm D. Rồi. Thì như vậy chúng ta đã vẽ được hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Và lúc này ta có góc AOC bằng 47 độ. Bây giờ ta quan sát trên hình vẽ góc AOC phải không vậy? Và góc AOD là hai góc như thế nào? Ở hình học lớp 6 chúng ta đã học rồi. Góc AOC, góc AOD là hai góc như thế nào? À, nó là hai góc kề bù. Vậy tổng số đo của hai góc kề bù thì cộng lại bằng 180 độ. Mà đề bài đã cho biết góc AOC bằng 47 độ. Thì chúng ta thay thế cái 47 độ này vào trong cái AOC. Thì chúng ta sẽ được điều gì đây? Thay vào. Thì chúng ta sẽ có được 47 độ cộng cho góc AOD bằng 180 độ. Thì quan sát cái tổng này chúng ta thấy có góc AOD là số đo chưa biết. Như vậy muốn tính số hạng chưa biết cho một tổng thì chúng ta lấy số tổng trừ cho số hạng còn lại. Đó là cái kiến thức cơ bản mà lớp 6 và lớp 5 cấp 1 chúng ta đã học được. Thì như vậy góc AOD sẽ bằng 180 độ trừ cho 47 độ ra 133 độ. Chúng ta điền vào đây. Quan sát hình vẽ thì hồi nãy chúng ta mới vừa học hai góc đối đỉnh. À góc AOC này nè, đối đỉnh với góc nào đây? À nhìn qua bên đây, đối đỉnh với góc nào đây? Và tương tự như vậy góc AOD này nè, một bằng 133 độ. Không vậy, đối đỉnh với góc nào đây? Các em quan sát và các em cho nhận định. Chắc có lẽ không cần thời gian lâu thì chúng cần quan sát thôi. Thì chúng ta thấy được cái góc AOC và cái góc BOD là hai góc đối đỉnh. Góc AOC là góc này và góc BOD ký hiệu màu đen đây là hai góc đối đỉnh nên nó bằng nhau và bằng 47 độ. Tương tự như vậy góc AOD và góc BOC là hai góc màu đỏ này đây. Nó đối đỉnh cho nên nó cũng bằng nhau và bằng 133 độ. Như vậy chúng ta đã hoàn tất xong bài số 6. Chúng ta đã học xong và đã làm bài xong. Thì sau
Sau khi mà chúng ta đã hoàn tất các bài tập xong rồi thì cái phần kiến thức mà chúng ta cần ghi nhớ trong ngày bài hôm nay đó là bài hai góc đối đỉnh, và chúng ta nhớ cái mục thứ nhất, thế nào là hai góc đối đỉnh? À, góc XOX' và góc YOY' là hai góc đối đỉnh. Khi và chỉ khi hai góc này là hai góc trung đỉnh và mỗi cạnh của góc này là tương đối một cạnh góc kia. Tính chất của hai góc đối đỉnh thì hai góc đối đỉnh bằng nhau. À, do hai góc XOX' và hai góc YOY' là hai góc đối đỉnh, vậy nó bằng nhau. Sau khi học xong tiết này rồi, các em về nhà coi lại cái định nghĩa và tính chất của bài này, rồi tập vẽ hình. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm bài tập số 3, số 5, số 7 trong sách không nhỉ? Và chúng ta sẽ bước qua cái phần luyện tập cùng giáo viên bộ môn của lớp trong phần sau. Hẹn gặp lại các em. Chào tạm biệt các em.